Sáng nay, Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 135 quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Thành ủy Thủ Dầu Một. Trong số học viên tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng đợt này, có các đối tượng là thanh niên công nhân đang làm việc tại các chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, học sinh đang đi học ở các trường trung học phổ thông. Trong thời gian học 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt nội dung những chuyên đề gồm cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học, nhằm giúp quần chúng, đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.